Con chú là chú Minh nè, hai là thầy rồi được thầy Duy Tâm. Wow. Tâm này thì giá cả được quên giá thì thôi, thấy không? Đó thì từ ngày cháu học đây cũng được coi 5-6 tháng thì tiến bộ rõ ràng. Con chú nói vậy đó thật tình luôn. Em tên là Quý Đình Cường, học sinh của trường Nguyễn Công Trứ. Em theo học thầy Liêm từ đầu năm rồi. Thầy Liêm dạy rất là hiệu quả, thấy một bộ đề gọi là bộ đề thần tốc. Nếu các bạn ôm kỹ bộ đề thần tốc và làm những gì thầy Liêm chỉ thì 9 điểm trên lớp là quá bình thường. Mục tiêu điểm số hướng đến cho các em luôn là điểm số 8+9+. Chúng tôi đã và đang tạo ra một lò luyện thi 24+ để những học trò tốt nhất học tại đây, để những học trò muốn trở nên tốt nhất học tại đây, để những thầy cô đỉnh nhất dạy tại đây, để quý phụ huynh có thể yên tâm khi tìm nơi gửi gắm niềm tin.